Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn về những cái về bốn cái thứ mà nó thuộc là cấm kỵ trong cái phong thủy ngôi nhà của các bạn ý. Nghĩa là bốn cái thứ này các bạn tuyệt đối là các bạn đừng bao giờ các bạn để trước ngôi nhà của các bạn. Nếu như mà vô tình mà các bạn không biết các bạn để những cái thứ này ở trước cái ngôi nhà của các bạn ấy thì vô tình là các bạn sẽ gây ra những cái mà nó những cái năng lượng xấu cho gia đình của mình. Các bạn vô tình các bạn để phạm phong thủy thì các bạn cũng gây ra là các bạn tự làm cho những cái may mắn, những cái tài lộc nó vô tình nó không đến, nó không vào được trong ngôi nhà của mình. Từ đó thì tinh thần ở trong nói chung là tinh thần của gia chủ ấy, nó sa sút, cái sức khỏe nó cũng yếu đi. Những cái đồ này nó ảnh hưởng rất là xấu, nó đem những cái vận xui vào trong nhà của mình. Các bạn chú ý đón xem. Cái điều thứ nhất là các bạn hãy chú ý là như thế này này. Đừng bao giờ mà để gương ở trước cửa nhà, nghĩa là mở cửa là thấy gương. Bởi vì thế này nhé, nhiều gia đình ý, thì cứ cứ để gương ở gần cái cửa ra vào ấy để tiện cho cái việc mà chải đầu chải tóc hay là đi đâu. Nghĩa là tiện cho những cái việc mà khi các bạn mà mặc quần áo trang phục hay là trước khi đi ra ngoài hay là như thế nào ấy thì các bạn tiện các bạn ngó. Rồi là các bạn chỉnh trang hay là như thế này thế kia. Nhưng mà cái điều này về cái mặt phong thủy thì là không tốt nhá. Các bạn biết là về cái mặt phong thủy mà các bạn mà đặt gương ở trước cửa nhà thì đây là cái vấn đề là đại kỵ đấy. Nó rất là không tốt, nó rất là ảnh hưởng đến ngôi nhà của các bạn. Cái gương ấy thì bao giờ nó cũng có cái kiểu như là có cái tác dụng mà phản chiếu ấy. Chính vì vậy ở trước cái cửa ra vào cửa chính của nhà các bạn ấy mà các bạn đặt gương ấy thì vô tình là các bạn đẩy đẩy những cái năng lượng tốt ra ngoài. Cái năng lượng tốt nó không vào được nhà của các bạn. Đúng không? Các bạn đẩy nó ra ngoài cũng đồng thời là các bạn đẩy đi những cái may mắn của mình ra ngoài, đẩy đi những cái may mắn ở trong gia đình của mình đi ra ngoài. Nói chung là những cái may mắn, những cái năng lượng tốt nó không thể vào nhà các bạn được nếu như mà các bạn để gương ở ngay ngay trước cửa nhà. Ngay trước cái cửa ra vào đấy, cái điều này là các bạn hãy chú ý. Một cái điểm thứ hai này, một cái đặc điểm thứ hai các bạn cũng lưu ý là như thế này nhé. Nhiều bạn, nhiều người trong nhiều gia đình ý, thì cứ có cái thói quen là để cái chổi ở ngay trước cửa nhà. Bởi vì nhiều khi là các bạn là không để ý đâu, nghĩa là các bạn cứ hay quét nhà, lau vệ sinh nhà cửa xong các bạn quét xong, các bạn tiện là các bạn để đấy để cho nó tiện, đúng không? Để khi nào mà cần quét cái gì thì các bạn cứ phẩy 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 phẩy, nghĩa là nói chung là các bạn cứ có cái thói quen là để cho nó thuận tiện. Nhưng mà mình nói thế này này, cái việc mà để chổi ngay trước cửa nhà ấy, là cái điều mà không tốt. Không tốt tí nào, kể cả là bạn để ở trong cái góc mà khi mở cửa ra bạn treo trong góc nó cũng không hề tốt. Bởi vì như thế này, bởi vì theo như phong thủy thì khi mà bạn để chổi ở trước cửa nhà thì khác nào bạn xua đuổi thần tài đi. Cái cửa nhà của chúng ta ấy, thì nó là cái nơi mà đón thần tài, đón những cái may mắn. Chúng ta cần phải giữ sạch sẽ, đúng không? Cần phải giữ cho nó thông thoáng, cần phải giữ sạch sẽ. Cái chổi, các bạn biết là cái chổi mà quét rác ấy, nó rất là bẩn. Nó rất là ô nhiễm, nó rất là bẩn. Mà trước cửa nhà của chúng ta là cần phải sạch sẽ, cần phải có nhiều những cái thông thoáng để nó có nhiều những cái năng lượng tốt nó vào nhà. Các bạn để chổi cái chổi mà trước cửa nhà nó hút những cái năng lượng xấu ấy. Hơn nữa nó cản những cái năng lượng tốt vào. Nói chung là cái điều này là cái điều mà không nên. Đấy, gia đình nào mà có cái thói quen mà hay để chổi ở trước cửa nhà là các bạn lưu ý. Các bạn
tuyệt đối là các bạn đừng bao giờ các bạn để. Đấy, các bạn hãy lưu ý cái điều này. Một cái điểm nữa là nhiều gia đình là hay mắc phải này. Nghĩa là nhiều gia đình thì hay kiểu như là để cái túi rác ở ngay trước cửa nhà ấy. Cái điều này mình thấy nhiều gia đình mắc phải lắm. Nghĩa là gì? Nghĩa là bình thường nhé, là các bạn rác các bạn cứ để trong nhà đúng không? Trong cái thùng rác. Nhưng mà khi mà đầy rồi ấy, thì các bạn lấy ra các bạn buộc vào, thì các bạn không biết để đâu, thì các bạn lại hay để ra ở trước cửa nhà. Nghĩa là hay để ra ngoài, để trước cửa nhà để mà tiện khi nào mà có cái người mà người ta đem rác đi đổ ấy, thì người ta gõ kẻng thì các bạn tiện, các bạn cầm, các bạn vứt luôn. Nhưng mà cái điều này là cái điều mà không nên nhá. Nhiều nhà, mình thấy nhiều nhà là phạm phải những cái lỗi phong thủy như thế này. Cái cửa chính ấy, là cái nơi mà đón tài lộc, là cái nơi mà cần sạch sẽ, cần thông thoáng nhất. Các bạn mà để cái túi rác ở ngay trước cửa nhà thì nó cũng giống như là mấy cái bên trên. Nghĩa là cái chổi ấy, nó còn đỡ hơn mà nó đã là không được rồi, đúng không? Bây giờ các bạn lại để túi rác ở cửa nhà, nó rất là ô nhiễm. Nó sẽ là những cái mà nó đi theo những cái không khí, nó lại tuồn vào trong nhà, nó bay vào trong nhà, nó vô tình nó tạo ra cái năng lượng rất là xấu cho ngôi nhà. Đấy, như các bạn cũng biết đấy, trong phong thủy nhá, thì coi rác là một cái mà nó là những cái mà nó phá hủy tài lộc ghê nhất. Rác ấy thì theo phong thủy thì nó thường đem lại những cái không may mắn, nó thường đem lại những cái năng lượng xấu, đem lại những cái uế khí. Chính vì vậy, thế đâm ra là nếu như gia đình nào ấy mà ấy, có cái thói quen là hay cứ để những cái túi rác ở trước cửa nhà ấy, là các bạn phải tuyệt đối là các bạn thay đổi ngay cái thói quen này, để mà tránh cái tình trạng mà ảnh hưởng đến cái tài lộc, cái may mắn trong ngôi nhà của các bạn, tránh cái tình trạng mà nó ảnh hưởng đến cái tinh thần, cái sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình của mình. Một cái điểm nữa mà mình muốn lưu ý là như thế này nhá. Nghĩa là nhiều gia đình ý thì không hiểu làm sao mà kiểu là chắc là cái ngày xưa mà thiết kế là không chịu tìm hiểu về phong thủy ý. Thế đâm ra là các bạn ý, cái cửa chính của các bạn khi mà mở cửa ra là lập tức là các bạn nhìn ngay được vào cái ban công của ngôi nhà. Nghĩa là khi mà các bạn mở cửa chính, các bạn nhìn trực tiếp được vào cái ban công, hay là các bạn nhìn trực tiếp vào cái cửa sau của ngôi nhà. Cái điều này là cái điều mà rất là xấu. Cái điều này theo như phong thủy thì là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết nhá, là cái khí, cái năng lượng ấy, nó mà đi nó thẳng tuột một phát thì nhà các bạn sẽ không tụ được lộc. Cái luồng gió mà đi thẳng hết một phát, nó từ đầu cho đến cuối, thì lộc các bạn nó không tụ được. Đấy, các bạn hãy để ý, nếu như các bạn sống ở trong nhà, trong một cái môi trường mà cái khí nó không tụ ấy, sức khỏe các bạn mệt lắm. Nó bị tán đi. Đấy, cái tinh thần của các bạn nó cũng ảnh hưởng, nó không đọng lại, nó không định được, nó không an. Các bạn hãy lưu ý. Hoặc là một cái điểm nữa là như thế này này, nghĩa là khi mà các bạn mở cửa ra ấy, thì các bạn nhìn thấy ngay cái nhà vệ sinh. Nhiều nhà thiết kế thế nào, cái nhà vệ sinh mà mở cửa ra là nhìn ngay cái nhà vệ sinh. Cái điểm này thì cũng là không tốt nhá. Cái điểm này theo phong thủy là không tốt luôn. Hoặc là như này, có một cái điều nữa là các bạn hãy lưu ý là như thế này này. Cái điều này cũng rất là quan trọng này. Nghĩa là cái thảm mà để trước cửa nhà mình ý, các bạn phải chịu khó, các bạn vệ sinh, giặt giũ cho nó sạch sẽ. Nhiều nhà không biết cái thảm mà để trước cửa ra vào ấy, để nó rất là bẩn, rất là bụi, kiểu để lâu mà không ngó ngàng. Cái bụi, cái bẩn nó từ cửa, nó trước cửa, nó từ đó nó hút vào trong cái ngôi nhà của các bạn ấy, nó hút vào phòng của các bạn ấy. Các bạn biết là cái cửa ra vào hoặc là cái cửa phòng ấy, thì các bạn biết là cái nơi đó nó hút nhiều năng lượng, hút nhiều gió lắm. Và nếu như các bạn cứ để bụi bẩn như thế, thì không những là mùi này, ẩm mốc này, nấm mốc này, rồi là bụi này,
nó từ cái thảm đấy nó đi vào trong phòng của các bạn, nó đi vào trong nhà của các bạn. Cái điều này thì nó ảnh hưởng cực kỳ xấu đến sức khỏe nhá. Nó ảnh hưởng nếu mà các bạn mà sức khỏe mà bị ảnh hưởng thì tinh thần các bạn cũng bị ảnh hưởng. Từ đó những cái tài lộc, những cái may mắn nó cũng bị ảnh hưởng. Đấy, các bạn cũng phải lưu ý những cái điểm đó. 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 Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như bạn nào mà có đóng góp thêm ý kiến gì hay là có thắc mắc gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Bạn nào yêu cầu mình chia sẻ về vấn đề gì, các bạn cũng để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.